Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên VMT Doctor. Chào bạn và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu có 7 thứ tác động đến chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Và kinh nguyệt của chúng ta là cái chuyện đến hẹn lại lên. Và có nhiều bạn gửi tới rất là nhiều những băn khoăn là tại sao em chưa đến rồi là lâu quá, hay là có những cái vấn đề gì xảy ra, thì có những thứ gì có thể tác động đến cái ngày đèn đỏ của bạn thì chúng ta hãy cùng nhau xem nhé. Đầu tiên, chúng ta thì thường không tập thể dục nhiều, nhưng mà có những cái bạn mà tập thể dục quá mức hoặc là bắt đầu đến với cái việc là tập thể dục, tập gym chẳng hạn, thì nó sẽ ảnh hưởng, có tác động đến chu kỳ kinh nguyệt của bạn. Bạn ta không tập thể dục nhưng mà tự nhiên tháng này bạn bắt đầu hành trình tập thể dục thì nó sẽ tác động, kinh nguyệt sẽ thất thường và chuyển sang để phù hợp theo cái chế độ mà tập luyện tăng cường này. Có thể là làm cho kinh nguyệt của bạn ít đi, hoặc thậm chí là những cái bạn mà vận động mạnh hoặc tập mạnh hoặc tự nhiên theo PT chẳng hạn thì thậm chí là còn mất cả kinh cơ. Đó là việc tập luyện sẽ mất đi lượng mỡ, và cái lượng mỡ trong cơ thể thì nó có ảnh hưởng và cần thiết cho cái việc rụng trứng. Đấy là giải thích của mình. Và thứ hai đó là stress. Thì nếu mà bạn bị stress này thì hoặc là khủng hoảng tâm lý, hoặc là lo âu buồn bã, hoặc là bạn trong cái kỳ thi bạn phải ôn luyện như thi IELTS chẳng hạn, thì bạn sẽ phải thi ổn định và bạn sẽ phải chuẩn bị rất là nhiều, bạn căng thẳng, bạn đi học nhiều chẳng hạn, bạn vất vả nhiều, thế căng thẳng về tâm lý, căng thẳng về cơ bắp vân vân, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chu kỳ kinh nguyệt của bạn. Khi mà bị stress như vậy thì cơ thể sẽ ưu tiên cho não bộ và ngưng các hormone cần cho việc rụng trứng. Thứ ba đó là bạn thừa cân. Thừa cân thì sẽ can thiệp vào chu kỳ kinh nguyệt. Hormone estrogen sẽ tăng cùng với các tế bào mỡ thì sẽ làm cho gián đoạn việc rụng trứng. Phụ nữ thừa cân thì có chu kỳ kinh nguyệt thất thường. Thứ tư là bạn ăn uống chè chén quá nhiều. Nếu mà bạn mà uống rượu nhiều thì cũng dẫn đến là chu kỳ trở nên thất thường. Rượu có thể làm tăng mức estrogen, khi mà bị kích thích nó sẽ làm đẩy mạnh cái estrogen tăng cao lên, cho nên là ảnh hưởng đến sự phát triển của nang và quá trình rụng trứng. Và khi mà bạn uống chỉ cần là một ly rượu mỗi tuần hoặc là hơn thôi thì sẽ khiến cho cái ngày kinh nguyệt của bạn trở nên là rắc rối hơn. Bạn có thể là sẽ bị đau bụng nhiều hơn này, rồi là có thể là đến sớm hơn, mà cũng có thể đến muộn hơn, rồi là lượng máu nó sẽ thay đổi. Thứ sáu có nghĩa là cái lịch làm việc của bạn mà không nhất quán. Thì nếu mà bạn mà có cái lịch làm việc nó thất thường, làm việc lâu hơn bình thường, làm việc ngoài giờ thì ảnh hưởng đến tâm trạng lẫn chu kỳ kinh nguyệt. Những người mà làm việc mà có các ca làm việc thất thường thì có chu kỳ kinh nguyệt ngắn dài đáng kể hơn so với người có lịch làm việc cố định ổn định. Ví dụ như có những hôm mà bạn phải, có những người mà ví dụ như làm ca đêm chẳng hạn, hôm thì làm ca ngày, bạn phải theo cái ngủ, theo chuẩn ngủ để chuẩn bị cho cái quá trình làm việc, nhưng hôm thì phải ngủ ngày, hôm thì lại phải ngủ đêm. Có những bạn làm việc nó không nhất quán với nhau, như là những cái người làm việc tự do chẳng hạn, đấy, có việc thì đi làm, còn không có việc thì lại nghỉ dài ra, thì lịch làm việc không nhất quán đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái chu kỳ kinh nguyệt. Cơ thể bạn phải chạy theo cái chu kỳ thời gian làm việc như thế thì ảnh hưởng đến cái việc về cái thời gian lẫn cái chu kỳ, ảnh hưởng đến cái chu kỳ của bạn, như là việc stress vậy. Và cuối cùng đó là do cái sức khỏe tuyến giáp, chu kỳ kinh nguyệt mà kéo dài kèm theo những cơn đau quặn thì có nghĩa là có thể là suy tuyến giáp hoặc là có những vấn đề ảnh hưởng đến nội mạc tử cung. Và để tránh những điều đó thì chúng ta nên có một cái cải thiện những cái vấn đề trên. Do đó thì là cái chế độ sinh hoạt đầy đủ này, ăn uống đầy đủ, tránh thừa cân, tránh ăn những cái đồ ăn uống không tốt, rồi là tránh stress thì sẽ giữ cho nội tiết của bạn ổn định hơn nhé. Còn có những cái vấn đề khác mà gây ra kinh nguyệt bị thất thường như là bị viêm nhiễm vân vân thì cần phải thăm khám. Và đó là những điều mà bạn cần chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.